thay đổi lớp điện, lớp đổi lớp hết, còn hết. Mình cũng lớp được rồi, ở Trung Quốc, mình Nha Trang, Phú Quốc lớp được ẩm. Có hai bạn ngồi đầu trèo đi. Trèo đi cô đến bạn. Về đội kia. Về đội kia. Tay mình hơi rối đang nói công hello đi. Hello. Chào. Bác cũng xin chào. May cho anh lợi là anh ngồi quay lưng về dế em, anh mà quay mặt về dế em là nghe có vẻ là quá là nhập ra rồi. 4 tỷ một giò cái kia, còn bây giờ còn đang nhảy xuống cầu cái kia. Cái lan gì, anh bảo lan gì đây? Năm cánh thượng ngàn cái kia. Lan năm cánh thượng ngàn. Lan năm cánh thượng ngàn, Đông Tín đang nhảy cầu cái kia. Mấy trăm triệu gì cô, thì cháu có 24 tỷ một giò kìa, mua chung đi kìa, đang rủ nhau đi thử kìa. Đá lên những kiểu xếp lên nhau nha. Xếp khác nhau. Cái núi này đẹp này nhỉ. Ở trên đồng với nhau nhỉ. Nguyên giờ đẹp không anh ơi. Lại nghỉ kèo rồi trời ơi. Mẹ kiếp thật chắc lại nghe, nghe tin lên Thái Nguyên không bao giờ lên mạng tìm mấy bà U40 gì. Anh lên bờ đọc là nhảy xuống á. Ôm xuống đấy. Trên cổ trên thế này cao lắm, sáo đá làm cao lắm. Không thấy luôn. Con gì chú? Sáo đá. Sáo đá. Sáo mỏ vàng, viên vàng. Bắt được tổ sáo đâu phải đơn giản đâu. Veo veo. Bắt núi những cái chỗ này. Đây này. Cá mới cả này này. Le le bơi đầy kìa. Đây, le le bơi nhiều kìa. Bơi nhiều. Con vịt rời. Đúng không ạ?